tận thế đóng băng toàn cầu, nửa ngày sau đó. Đại khu Giang Nam và Đông Hải đại khu đi tàu ngầm huyền vũ từ dưới biển. Cuối cùng đã đến gần quốc gia đảo ngoài khơi Tinh Đảo. Nhìn từ xa, có thể thấy vương quốc Tinh Đảo này. Đã có một khu vực khá lớn bị bao phủ bởi khói độc dày đặc. Không lâu sau, bộ phận tiên phong lên bờ trước. Sau đó theo kế hoạch ban đầu, bộ phận tiên phong của đại khu Giang Nam hướng tới thành phố Kim Phượng, Đông Hải đại khu hướng về phía Cát Lạp Đa Nhượng xuất phát. Nhưng đúng lúc đó, Huyền Vũ đột nhiên nhíu chặt mày lại. Hắn đến rồi. Huyền Vũ chỉ thản nhiên nói một câu như vậy, khiến tất cả mọi người đều không rõ đầu đuôi. Hắn mà Huyền Vũ nói đến, rõ ràng là ám chỉ một người cụ thể nào đó. Huyền Vũ, là ai đến vậy? Nghe vậy, Huyền Vũ cũng không nhìn những người xung quanh, chỉ chăm chú nhìn về phía xa, và ở nơi xa xôi, Cà Ninh dẫm lên một con cá voi khổng lồ, khóe miệng mang theo nụ cười nham hiểm chạy đến. Bên cạnh hắn, hàng trăm con quái vật biển sâu khổng lồ, vô số sinh vật biển phát ra tiếng gầm xa xăm và đáng sợ. Unun kéo đến như sóng thần về phía lực lượng liên hợp của hai đại khu. Một lát sau, Huyền Vũ đưa ra cảnh báo cho tất cả mọi người, Hải quân Colombia đã phát hiện ra chúng ta. Tình hình không ổn lắm, chúng đến nhanh quá. Có lẽ, chúng ta đã sớm để lộ vị trí của mình. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao Hải quân Colombia lại xuất hiện ở đây? Lúc này, phó quan bên cạnh nói với anh ta, lần này đến không chỉ là Hải quân Colombia. Chúng tôi phát hiện trong hạm đội của chúng, đồng thời còn có tàu chiến của Ái Trì, Tân La và quốc gia Mã Lại. Lần này chúng là một hạm đội liên hợp, chờ đợi chúng ta đến đây. Vừa nói ra điều này, bầu không khí tại chỗ càng thêm ngột ngạt. Đặng Thần Thông mặt lạnh lùng, cau mày nói, sao lại thế này? Chẳng lẽ chúng ta có gián điệp của đối phương? Điều này tuyệt đối không thể. Trong cơ thể Huyền Vũ đã lắp đặt thiết bị chặn. Cho dù lần này có gián điệp, cũng không thể truyền tín hiệu ra ngoài. Lật Thiên Dưỡng nghe xong, đột nhiên quay đầu lại, chăm chú nhìn người của đại khu Giang Nam, đặc biệt là Thập Tam. Có phải các người tiết lộ thông tin không? Thập Tam nghe vậy, lười biếng trả lời anh ta. Tư Đồ Tín thấy vậy, lại giải thích. Lật Bộ trưởng, đừng kích động như vậy. Ông nghĩ chúng tôi có thể làm chuyện ngu ngốc đó sao? Thanh Long thấy vậy, nói ra suy đoán của mình. Tôi có một phỏng đoán. Có lẽ là họ đã sớm thông qua các dấu hiệu và mảnh vỡ tin tức. Đại thể biết được vị trí của Thần Chi Nguyên. Chỉ là họ không thể biết được vị trí cụ thể của Thần Chi Nguyên. Nhưng biết chúng ta chắc chắn sẽ điều động binh lực đi tìm kiếm. Vì vậy, họ luôn bố trí lực lượng ở vùng biển xung quanh. Và khi chúng ta xuất hiện, có lẽ đã bị họ phát hiện, nên mới đuổi theo chúng ta đến đây. Chú Tức nghe vậy, cũng nói ra ý kiến của mình. Cũng có thể liên quan đến vị chúa tể đại dương Ypsilon kia. Về thông tin của chúa tể đại dương, chúng ta thu thập được cũng có hạn. Mọi việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ còn cách ứng biến thôi. Chúng ta không dám khinh suất khởi chiến. Đối phương cũng lòng còn e dè. Vẫn nên xem thái độ của họ như thế nào đã. Lật Thiên Dưỡng nghe xong, mặt lạnh lùng, từ từ gật đầu. Lần này họ tập hợp lực lượng đỉnh cao của hai khu vực, mà đối phương cũng tập hợp thế lực dị nhân của nhiều quốc gia. Nếu thật sự đánh nhau, không biết sẽ tổn thất bao nhiêu người. Lúc đó bất kể thắng thua, đều sẽ bị thương nặng, dẫn đến chiến lược của khu vực mình bị suy giảm nghiêm trọng. Đây không phải là tình huống họ muốn thấy. Nhưng thủy quái triều và hạm đội liên hợp của Colombia và các nước đã dừng lại trên mặt biển cách đó 6-7 hải lý. Họ không phát động tấn công. Còn phía Lật Thiên Dưỡng thì nhận được yêu cầu đàm thoại. Lật Bộ trưởng, đây là yêu cầu đàm thoại từ Hải quân Colombia. Lật Thiên Dưỡng nghe lời này, vẻ mặt âm trầm, nhưng vẫn quay người đi vào trong cơ thể Huyền Vũ. Tư Đồ Tín với tư cách người phụ trách thứ hai của lần hành động này, tự nhiên cũng đi theo. Lần đàm thoại này hơi lâu, kéo dài hơn nửa tiếng. Còn Thập Tam như không có chuyện gì, đang ăn uống ở đó, dường như mọi thứ đều không liên quan gì đến anh ta. Những người khác cũng không biết được kết quả đàm phán, chỉ có thể chờ đợi ở đây. Nhưng so với Thập Tam, những người khác trong lòng đều ít nhiều có chút căng thẳng. Dù sao với tình hình hiện tại chỉ cần nói đánh là đánh. Thanh Long thấy Thập Tam ngồi đó lười biếng, không nhịn được bước tới hỏi. Hỗn độn, sao huynh tâm lớn vậy? Đã là lúc này, huynh không sợ đánh nhau sao? Không sao, cái tôi giỏi nhất chính là chạy trốn. Lời này vừa thốt ra, nét mặt của Thanh Long lập tức cứng đờ. Trên mặt Đặng Thần Thông và các dị nhân đại khu Giang Nam lộ ra thần sắc khó xử. Đám người quay mặt sang một bên, muốn nói là mình không quen biết Thập Tam. Còn các dị nhân của Đông Hải đại khu thì không nhịn được cười phá lên. Đừng đường người đứng đầu đại khu Giang Nam, vốn tưởng là một nhân vật lợi hại, không ngờ đến chiến trường chỉ nghĩ làm sao để chạy trốn. Thật sự khiến người ta thấy buồn cười. Ôi, dù sao cũng ở nơi yên bình quá lâu rồi. Trong núi không có hổ, khí xưng đại vương. Nếu hắn ở khu vực chúng ta, e là chỉ có thể là một chỉ huy hạm đội bình thường. Ngay cả tứ linh cũng không chen vào được. Đó là điều chắc chắn. Hạm đội tứ linh của chúng ta, ai mà không phải kẻ mạnh hạng nhất, trải qua trăm trận, một đối một những kẻ mạnh. Thập Tam đối mặt với những lời bàn tán xung quanh, không hề để ý chút nào. Vốn dĩ hắn cũng không hứng thú làm anh hùng, cần gì phải để người khác sùng bái, thứ này đâu ăn được. Với hắn không có nhiều tác dụng. Sau một lúc lâu,
Lật Thiên Dưỡng và Tư Đồ Tín mới từ trong cơ thể Huyền Vũ bước ra. Vẻ mặt của Tư Đồ Tín vẫn treo nụ cười nhạt như người tốt bụng. Chỉ là nụ cười này hơi không tự nhiên, còn Lật Thiên Dưỡng thì mặt đen khó coi. Chúng ta đã đạt được thỏa thuận với hạm đội liên hợp của Colombia. Hai bên tự lo liệu. Tiến vào tinh đảo tìm kiếm thần chi nguyên. Tự lo liệu. Chẳng phải là muốn chúng ta đi liều mạng với Ixalan bên họ sao? Huyền Vũ thể hình quá lớn, rất khó đổ bộ. Còn đối phương lại có thể. Chẳng lẽ chúng ta phải đối kháng với chúa tể đại dương sao? Các người cứ yên tâm đi. Dị nhân cấp Ixalan của hai bên chúng ta sẽ không lên đảo tham gia tranh đoạt lần này. Cùng các người cạnh tranh, chỉ có dị nhân của mấy nước bên kia. Còn điều các ngươi phải làm chính là nhanh chân hơn bọn chúng, giành lấy thần chi nguyên. Tất nhiên, nếu có điều kiện, tốt nhất là ở nơi này, hết sức tiêu diệt bọn chúng. Nhiệm vụ lần này là cấp EC. Mỗi khi các ngươi hạ gục một dị nhân bên địch, đều sẽ được luận công ban thưởng. Tài nguyên của hai khu vực cho các ngươi tùy ý lựa chọn. Thập Tam nghe vậy, hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lật Thiên Dưỡng, bèn nói: Ixalan của hai bên kiềm chế lẫn nhau. Nếu chúa thể đại dương lên bờ, thì các bộ phận khác của chúng trên biển sẽ bị Huyền Vũ quét sạch. Nên cho dù Cani có sống sót, cấp trên của chúng cũng không ai thoát được. Ai cũng không ngu, sẽ không chơi kiểu đánh đổi này. Còn để dị nhân dưới cấp Delta ra tay, thì có thể kiểm soát cục diện trong phạm vi chấp nhận được. Đặng Thần Thông nghe xong, không khỏi gật đầu. Điều Thập Tam phân tích của thật rất có lý. Lúc này, Đặng Thần Thông bước tới trước mặt Thập Tam, thì thầm hỏi: Thập Tam, giờ kế hoạch của Đông Hải đại khu bị đảo lộn, chúng ta cũng không cần phải hoàn toàn hành động theo chỉ huy của bọn họ. Đừng nói như thế, nếu hải quân Colombia không tới thì ngươi sẽ nghe theo mệnh lệnh của bọn họ vậy. Đặng Thần Thông nghe xong cười, mấy trưởng đội điều tra khác cũng lộ ra ý cười khẽ nơi khóe miệng. Rõ ràng là mọi người đều nghĩ giống nhau. Còn Tư Đồ Tín thấy vậy, nhìn Lật Thiên Dưỡng nói: Lật bộ trưởng, giờ xuất hiện thế lực thứ ba, hành động của chúng ta cũng phải sắp xếp lại, không thể tiếp tục làm như vậy nữa. Đặc biệt là đội trinh sát, gặp phải dị nhân bên kia thì gần như toàn quân bị diệt. Là quân nhân, phải có ý thức hy sinh vì đất nước. Chỉ cần có thể tranh thủ thời gian cho chúng ta, thì dù hy sinh cũng đáng. Bây giờ không phải chơi trò chơi, mà là cuộc đấu tranh sống còn. Ta sẽ không nương tay đâu. Nếu ngươi muốn rút người của các ngươi về, ta không phản đối. Nhưng là, tất cả bọn họ đều phải lên chiến trường. Nghe lời ngươi nói kia, người Đông Hải đại khu các ngươi không sợ chết. Chúng ta người đại khu Giang Nam lại sợ chết sao? Ta tin rằng, hải quân Calambin cũng sẽ chọn cách làm tương tự. Họ không chịu thua, chúng ta càng không thể thua. Nói đến đây, anh đột ngột quay đầu, nhìn về phía các dị nhân của hai khu vực. Bây giờ, đi đi. Hãy lao vào chiến trường của các ngươi, giành lại thần chi nguyên.